Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em khu tiếp hàng SSD các anh em mình nha. Cái là cái thứ hai ha. Cái đầu tiên là em mua cho bạn em ha. Rồi, cái này là cái thứ hai. Chia sẻ với em Mon luôn nha. Hàng xong cái video này anh copy dữ liệu rồi anh chuyển cho em luôn nha. Cho em coi cái mẫu sẵn nha. Rồi ok ha. Nói chung là về thay pin nha em. Rồi, ở đây là hàng của bên bên nào ta, Quỳnh Lâm Computer các anh em mình nha. Thì ở cái tin nhắn trong cái kênh của em á là em đã chia sẻ với các anh em rồi, các anh em có thể vào xem cái kênh của em và cái tin nhắn ngay cách đây cũng 12 ngày ha, 12 13 ngày vậy rồi ha. Từ lúc mà em đặt hàng á tới giờ cái hàng nó trục trặc, nó lỗi cái trong quá trình nhận chuyển á, thành ra nó hơi chậm. Còn cái mà em đặt cho bạn em á có 3 ngày là đã nhận được hàng rồi các anh em mình nha. Cái này là SSD của Gigabyte. Thì cái hàng Gigabyte á thì em thấy trên thị trường, nếu mà ví dụ là các anh em mà kinh doanh đó nha, và chúng ta bán cái mẫu này á là nó cũng phải tầm 700 mấy 800 ngàn, là chúng ta tính luôn cái phí mà thay cho khách luôn này kia, hoặc là cài win luôn đó nha, thì nó tầm rơi vào tầm đó. Rồi khi mà chúng ta mua cái hàng này không á, là có nghĩa ổ SSD không, mà chúng ta mua về chúng ta tự làm tất cả, tự thay, tự lắp ráp này kia, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nó tầm 400 ngoài thôi. Em mua ngay cái dịp sale Tết này nó khá là rẻ ha. Đấy. Rồi, ok, em khui hàng ra như thế này. Cái tem này các anh em nha. Đấy. Có cái mã, đây em cho các anh em xem cái mã, những cái mã nè. Cái này rất nhiều anh em mà chép cái mã chưa nhìn nó rất là chính xác ha, nó giống như cái thông số của hãng đưa ra nha. Cái thằng Gigabyte này nó có thương hiệu cũng khá là lâu rồi, từ main tới linh kiện ha, linh kiện của máy tính đó. Là kia rất là nhiều cái người ta thiết kế đó. Nên cái ổ này em mua em xài em nói chung là không có ngại, không có ngại về cái phần mà bảo hành cũng như là cái chất lượng. Đấy, rất là ok. Do cái màn hình camera em nó bị mờ, các anh em thông cảm nha. Cố gắng để em tích lũy một ít vốn để em đầu tư cái điện thoại cho nó tốt tốt một xíu. Ba bốn cái bảy ẹp nó hư hết rồi. Rồi đó. Cái này để em test ha. Thì cái anh em á mà chúng ta dùng cái cáp, thì em chia sẻ thêm luôn mấy video trước là em cũng nói rồi ha. Cái cáp mà chúng ta sử dụng, cái cáp mà cái cổng của ổ cứng nè, thì khi mà cái cáp chúng ta, cái đầu cáp á mà chúng ta dùng cái cáp, để em lấy cái cáp ví dụ cho các anh em xem luôn. Đây cái cáp đây các anh em mình nha. Đó, các anh em thấy không, cái đầu nó có xanh xanh nè. Cái cáp này là cáp 3.0 ha, thì cái cáp này thông dụng, các anh em chắc nhìn cũng biết rồi, cái này nó ra rất là lâu đời ha. Đó, thì chúng ta cắm vào cái cổng laptop của chúng ta thì chúng ta phải lựa đúng cái đầu cáp này màu xanh này nè, hoặc là màu đen ha. Cái nền ở trong á, khi mà chúng ta nhìn vô sâu bên trong á, cái cổng 3 chấm á, nó khác biệt so với cái cổng 2 chấm, cái mạch ở trong các anh em mình nha. Đó, chúng ta nhìn kỹ cái mạch phía trong của cái đầu cáp, chúng ta sẽ thấy được và phân biệt được cái nào là cái cổng 3 chấm và cái nào là cổng 2 chấm ha. Rồi, khi chúng ta mà cắm cái ổ cứng á, cắm vô cái bóc như thế này ha, mà chúng ta cắm vô cái cổng mà 3 chấm thì nó đọc tốc độ đạt rất là cao. Đó, nó tương đương với cái đường truyền của cái cổng 3.0. Còn nếu mà bình thường chúng ta cắm vô cái cổng 2.0 á, mà chúng ta dùng cái ổ SSD này nè, nó chúng ta xài giống như vậy nè, thì nó đạt được cái tốc độ cao nhất của cái 2.0 thôi nha, chứ nó không có đạt được đúng cái chuẩn của 3.0 nha. Và cái ổ SSD mà khi chúng ta cắm gắn vào cái laptop của chúng ta, máy bàn ha, chúng ta gắn đúng cái cổng PCI ha, gắn đúng cái cổng mà ổ cứng, cái chuẩn ổ cứng nó nhận dạng á, thì nó sẽ đọc được tốc độ cao nhất của ổ cứng luôn ha. Còn nếu mà chúng ta gắn không đúng chuẩn thì nó sẽ chạy rất là chậm các anh em mình nha. Rồi, thì sẽ đến đây cái chắc nhiều anh em chắc cũng biết sơ qua rồi ha. Rồi hy vọng là qua video này chúng ta có một ít cái kinh nghiệm cũng như là cái tùy chọn cho chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp cho chúng ta sử dụng máy tính các anh em mình nha. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha.